đây? Thái Lan. Thái Lan. America. Giờ chúng ta có thể thấy là trên tay các cô gái này đang cầm một cái bát. Và hiện tại vào thời điểm này là hơn 3 giờ chiều. Và nghi thức tắm Phật vẫn đang diễn ra tại chùa Quốc Vương Xây, một chùa rất là lớn ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vào thời điểm này là gần 3 giờ chiều. Bùi Hồ đang có mặt trong những ngày cuối năm tại Tết Lào có tên là Bun Bi Mai. Ngày hôm nay sẽ diễn ra một lễ hội gọi là lễ hội tắm Phật nhằm mang mục đích sự phồn vinh, may mắn cho một năm mới. Với hơn 7 triệu dân thì 90% người dân Lào theo đạo Phật, nên những ngày Tết quan trọng như thế này, việc tắm Phật là một điều gì đó rất thiêng liêng, cũng như là mang lại những sự an lành trong cuộc sống cũng như là gia đình. Và để hiểu thêm về lễ hội tắm Phật đó được diễn ra như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị sẽ cùng Bùi Hồ vào một cái ngôi chùa tại xứ sở đất nước Triệu Vôi. Tục lệ tắm Phật rất là độc đáo của người Lào ngay tại đây ha. Vào ngày cuối năm tắm Phật như thế này, ở các chùa sẽ có những cái gian hàng buôn bán tự phát từ những cái bông hoa của các cây nè mọi người, rồi từ nước thơm nè và nước bồ kết. Họ sẽ bán những cái bịch nhỏ nhỏ như thế có giá là từ 5 cho đến 10 ngàn kiếp Lào, tương ứng với lại khoảng 7 đến 14 ngàn tiền Việt Nam. Cô bác quý chị cùng qua đây ha. Đây là những gian hàng tự phát nha mọi người, chứ không phải là những gian hàng này thường xuyên buôn bán như thế này đâu. Các hoa rất là đặc trưng của người Lào. Đó, đây là hoa màu vàng nha. Và đây là các nước nước dùng để nước thơm dùng để tắm Phật đó mọi người, có giá là 5.000 kiếp nha. Và bây giờ không nói nhiều nữa, thời gian tắm Phật cũng sắp diễn ra rồi. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ nha. Hỏi chị người Việt. Người Việt Kiều. Dạ. Bán nước này nước Phật, hút nước Phật. Nước Phật. Dạ. Bông này là bông gì? Bông chị? Này là bông nhà đó. Nó kêu cái gì? Đồ khun. À, với lại nước, nước thơm đúng không? Nước thơm, bỏ cái này nè, bỏ cái hộp này nè. À. Bỏ cái hộp đây nè, bỏ cái đâu? Này cái hộp này này. Chị là Việt Kiều. Việt Kiều. Đúng rồi. Này cái hộp này. Bán ở đây mấy ngày chị? Bán bọc 5.000. Không, bán bao nhiêu ngày ở chùa mấy này nè? Một ngày thôi. Ngày nay thôi. Ngày thôi. Ngày tắm Phật ngày nay thôi. Ừ, ngày này tắm ngày này thôi. Ừ. Chỉ một ngày một duy nhất, không có ngày nào. Cần hồ hê cái đó lại còn càng đẹp nữa. Chừng nào? Hê con chim lại, chừng nào hê con chim lại. Chừng nào? Chừng nữa, 4 giờ. 4 giờ hê con chim lại. Mang con chim lại. Chim đâu? Chim nào bỏ lên xe á. Ừ. Dước lại á. Dước lại đây ha. Dước lại đây, chừng nào xe đi lại đây nè. Có nghĩa là tắm Phật ở trong trước. Dước con chim lại, chừng nào dước con chim lại đẹp. Dước con chim lại. Dạ. Con chim lại chừng nữa. Ừ. 4 giờ này dước. Nước này là dùng để tắm Phật rồi sẽ đồ cái ô là tắm. Lấy cái này vứt lên ha. Vứt lên đó. Đó, hết lên rồi đó. Tắm Phật đó, tắm cho dạ. Cái hộp nước có rất thơm đó. À. Bọc về này 5.000. 5.000. 5.000 kịp. Ngày bán được nhiêu? Hả? Chị. Nhiều kia thì bán được 400-500 ngàn rồi đó. À. Này ly hái cũng cực lắm nè. Hái này, hái từ sáng rồi được còn đó đó. Cây này là cây gì? Đó, bông đó. Đọc khun. À. Bông đó. Bông đó mọi người. Dạ. Chị này là người Việt Kiều. Gốc ba mẹ của chị ở đâu? Quê ở Huế. Huế hả? Ừ, người Trung đấy, mẹ ba mẹ người Trung. Ba mẹ, ba là người Việt hay là... Người Việt, Việt Kiều. Mẹ. Mẹ người Việt nha, người Huế nha. À, ừ. Nhưng mà chị được sinh ra ở Lào luôn. Sinh ở Lào luôn, nói tiếng là tiếng này. Chị tên gì? Tên Heo. Heo. Ừ. Ủa sao đổ ra? Đồ da này nó cả cần làm cái này nó vàng này, cái này nó đen này, nó cho mình quên bỏ chăn đó. Ừ. Phải bỏ chăn, bắt chăn cho nó tràn, cho nó vàng này, nó đẹp đó. Ừ. Nó vàng. Nó vàng vàng rồi nó đẹp. À vàng như bên đó đó mọi đó. Người nó mới đẹp, còn màu đen này nó không đẹp. Đen mình không bỏ gì hết, nó cả đen. Đúng rồi. À. 3 giờ là tắm Phật hả chị? 3 giờ là tắm Phật. À 4 giờ là tắm Phật. Kẻ con chim này đẹp đẹp thì cô làm càng đẹp cho nữa. Dạ. Là chiếu phim ở đây càng đẹp cho nữa. 4 dạ. Giờ này đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây. Cảm ơn chị, chúc chị năm mới may mắn. Dạ. À. Và đây là một cái chiếc xe. Xe này trang trí khá là nhiều bông hoa đẹp luôn đúng không mọi người? Và có rất là nhiều tượng Phật được ngồi ở trang nghiêm ở trên kia kìa. À, đây là xe Phật. À, có 4 tượng Phật ở trên kia nhìn khá là đẹp và bắt mắt ha. Nước này nó rất là thơm, được làm từ bồ kết, dầu thơm và các sư đã chuẩn bị sẵn ngay tại cái lu như thế này đó mọi người. Và
sẽ múc một ít nước và sẽ vẫy lên thôi, tại vì rất là nhiều Phật tử đến đây để tham gia lễ hội tắm Phật như thế này. Đây là hai bà cụ người Lào tắm trên một cái bức tượng Xì Pha Lý mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Một cái hình ảnh khá là thiêng liêng nha mọi người. Hai cụ thì trên tay cầm hai cái xu và ở trên đó có cây đọt cầm hello. Dạ xin bài đi. Happy New Year. Dạ New Year, Happy New Year. Where good for you? Happy New Year. Okay. Where you from? I'm from Germany. Germany. Anh này đến ở Đức. Việt Nam. I'm from Việt Nam. Dạ. Như lúc nãy Bùi Hồ có chia sẻ thì đây là những gian hàng bán nước hoa thơm được hái từ một loại cây rất là đặc trưng của người Lào, đó là hoa châm ba. Và một loại hoa, đây là hoa gì Bùi Hồ cũng không biết nữa mọi người, tên cũng rất là khó kêu. Thì mỗi một bịch như thế này có giá là 5.000 kiếp, tương ứng với lại 7.000 tiền Việt Nam đồng. Ở trong đây thì có cả chanh, người ta dùng nước chanh để nặn vô đây để cho cái nước nó màu vàng như thế này nè. Và ngày hôm nay là ngày mọi người cùng nhau đến đây để tắm Phật, cũng như là mang mong rằng một năm mới nó sẽ vội rửa đi những cái gì đó không may. Thì Bùi Hồ cùng với lại anh Tiến, hai anh em sẽ mua một cái xô như thế này, gồm có nước và cây này để quẩy lên cái tượng Phật đó mọi người, để hòa chung với không khí Lào. How much money? How much money? Sao fan? Sao fan? Bịch này là 5.000 kiếp nha mọi người. Đây qua đây nè. Đây là các cô thiếu nữ người Lào. Họ mặc cái trang phục là quấn xà gông, rất là đẹp luôn nha mọi người. Ở trên tay thì cầm một cái son gì đó, nhìn rất là xinh xích. Lại đây em Tiến ơi. Một cái son rất là xinh. See you bye đi. Happy New Year. Vun be May. Các cô gái người Lào họ tỏ vẻ ra khá là e thẹn luôn đối với những người khách lạ như mình. Và không nói nhiều nữa, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là anh Tiến tham gia một cái lễ tắm Phật, một cái lễ khá là độc đáo ngay tại đất nước Lào. Đi ha. Và bây giờ thì đây nước hoa cũng đã có rồi mọi người. Bùi Hồ sẽ thêm một ít nước nữa ha, ít nước trong vô đây. Nước ở đây có mùi thơm của chanh, mùi thơm của hương hoa và mùi thơm của dầu thơm. Nó hòa quyện nhau cho mình một cái cảm giác khá là dễ chịu, rất là thơm luôn mọi người. Và bây giờ cũng hòa vào cái dòng người, cái không khí Tết của Lào. Và Bùi Hồ sẽ tắm Phật cho mọi người vẫy lên như thế này mọi người. Cũng mong rằng khi mà cô bác quý chị xem được đoạn video clip như thế này sẽ có những cái phước lành gì đó. Đây là những cái tượng Phật rất là cổ mọi người. Cái việc này cũng khá là hay luôn á. Và như vậy là cái việc tắm Phật được diễn ra đối với ngày hôm nay, đối với tất cả các người dân Lào nói riêng và tất cả các du khách đi tham dự một cái Tết khá là đặc biệt Lào, đó là Tết Buôn Mê Mây. Mình cũng hòa theo dòng người, những người Lào sẽ mang một cái sợi chỉ đỏ để cầu mong gì đó, một điều gì đó may mắn trong cuộc sống. Xếp sau lưng nha mọi người. Dạ. Việc đeo vào những sợi chỉ như thế này cầu mong sự may mắn. Và đây là một cái tục lệ rất là lâu đời của người dân Lào nói riêng và người dân ở Campuchia cũng như là ở Thái Lan nói chung. Và bây giờ thì mình sẽ cúng dường ở trong đây. Đây một bà cụ người Lào đang ôm một cái bông rất là đẹp mọi người. Xin bài đi.
Thailand. America. Mấy bạn này đang ở Thái Lan qua đây để mà tham gia một cái lễ hội cúng tấm Phật ngay tại Lào mọi người, Việt Nam. Mặc đẹp lắm. Dạ. Yeah. Lại mặc đẹp lắm cho coi, múa lại cho coi. À. Tí xíu thôi. Dạ. Yeah. Tâm nữa là mang lại gì đó. Đây tí còn lại. Tất cả các bạn cũng như là cô bác quý anh chị là hội rước chim theo sự chia sẻ của một người Việt kiều cũng khá là đặc sắc mọi người. Và cô bác quý anh chị có thể để ý thấy được rằng ở đây rất là nhiều nước cũng như người ta tham dự một cái lễ hội té nước sau khi rước chim này. Người dân hai bên này đang tạt nước và các vị sư. Và đây là một trong những cái phong tục khá là đặc sắc ngày tại Lào được vào thời điểm này. Ngày hôm nay coi như là ngày giao thừa tại Lào mọi người. Một phía trước là dẫn đường là các vị sư ngay tại chùa Quốc Thắng Luôn. Một phong tục khá là độc đáo rồi. Hiện nay Bùi Hồ coi như là đã gần như là nổi ốc tục vì lần đầu tiên chứng kiến cho một cái cảnh này đã chia sẻ cho tất cả các cô bác của anh chị có thể cùng xem. Có một cô gái rất là đẹp mọi người. Một đoàn diễu hành rất là dài luôn nha mọi người. Và con đường này hiện nay đã không cho xe chạy nữa mà chỉ dùng để diễu hành cũng như là tổ chức lễ hội rước chim. Trên tay họ cầm những cái khánh, những vật phẩm dâng lên chùa và cũng như là những cây vàng, cây tiền. Trước đây Bùi Hồ có tham dự một cái lễ hội Tết trong cho năm thợ may của người dân Campuchia. Tuy nhiên thì ở đây họ không có hóa trang mà họ mặc những cái trang phục truyền thống của Lào, đó là Tết Bun Bi Mai. Chào các bạn,
องนี่ครับทางแขวงประธานสภาพาสุขแขวงจังหวัดสักกอยvà phía trước hình ảnh mà tất cả cô bác quý anh chị thấy là một cô gái người Lào cực kỳ đẹp trong đám đông, và tuổi đời của các cô gái này từ 18 cho đến 20 tuổi thôi, khá là trẻ. Chúng ta có thể thấy là trên tay các cô gái này đang cầm một cái bát, và chỉ riêng đặc biệt cô gái mà có những cái trang điểm khá là lạ so với tất cả các cô gái còn lại, đó là cô ta tròn trên người một cái áo màu hồng nha mọi người. Ở bên cô gái bên đây là một cái tượng gọi là tượng Phật bốn mặt hay là tượng thần tứ diện. Sau này thì mọi người có thể thấy được rằng á, đây là những cái ống nước được treo trên kia nhân tạo để sau khi lễ hội rước chim này á thì sẽ có những cái lễ hội tạt nước dòng cái khu vực xung quanh đây. Mọi người ở đây đang nhảy múa theo tiếng nhạc cũng như hòa mình vào cái không khí của ngày Tết Bun Pi Mai, cũng như là tham gia vào cái lễ hội tạt nước ngay tại thời điểm này. Đã ướt sũng hết rồi mọi người. Phải nói không khí cực kỳ vui và náo nhiệt, và không khí Tết ở đây vẫn còn mang đậm một cái phong không khí Tết truyền thống. Và bây giờ ở đây mọi người có thể thấy không, những cái giọt mưa đang bắn vào mình của Bùi Hồ nè. Họ mời mình một cái ly bia nè mọi người. Nghe chưa cưng? Nghe chưa cưng? Bạn này ở Pháp, nhưng mọi người ăn cơm Việt Nam. Chào mọi cực kỳ thân thiện. Thì cũng rất là hào hứng. Thì đoàn diễu hành cũng đã tiến vào chùa để mà chắc là một nghi thức lễ gì đó mọi người, khá là đông và sung túc. Và đặc biệt đây là một cái Tết mà Bùi Hồ lần đầu tiên chứng kiến được nó đông vui như vậy, giữ được nét truyền thống văn hóa đặc trưng của người Lào. Cây tiền cúng dường đó là mình làm cúng dường, bất kỳ một người nào cũng được một những cái chỉ đỏ lên trên tay, chỉ đỏ chỉ trắng gì cũng được, nhưng mà tôi là được các sư thầy là biết rồi. Ở Lào, cô bác quý anh chị thì các vị sư rất là được tôn trọng.
mình không được xúc phạm sờ vào thân thể của các vị sư, và cũng như là các em nhỏ thì mình không được sờ đầu các em nhỏ. Đó là một trong những điều cấm kỵ ngay tại đất nước Lào đối riêng, cũng như là một số nước như là Thái Lan hoặc là Campuchia. Ở Lào thì các sư tu theo trường phái Nam Tông, từ nhỏ đã gỡ vào chùa, lớn lên tu sa di hay còn gọi là tu báo hiếu. Sau đó nếu có duyên với Phật thì sẽ tu tiếp theo, còn không có thì sẽ hoàn tục để có thể cưới vợ. Và nếu như mà những nam thanh niên lớn lên mà chưa đi tu thì rất là khó lòng lấy được vợ nha mọi người. Bây giờ thì các Phật tử được các vị sư đeo một cái dây chỉ đỏ như Bùi Hồ đã đeo nè, để mà cho các vị sư có thể làm phép ban phước trong cái dịp năm mới. Thầy sư ở trường phái Nam Tông thì mỗi một ngày chỉ ăn được một lần, và đặc biệt là trước giờ canh ngọ, có nghĩa là có thể ăn 11 giờ, và các vị sư bắt buộc phải đi khất thực từ lúc 5 giờ sáng cho đến 7 giờ là phải quay trở lại chùa. Và khi mà các sư quay trở lại chùa thì các Phật tử cúng gì sẽ ăn đó mọi người. Ngày Tết ở Lào thì ở nhà có thể không trang trí, nhưng mà phải vô chùa làm phép ban xin ban nhờ sư ban phước. Và đặc biệt là chùa thì trang trí rất là lộng lẫy và cực kỳ trang nghiêm luôn. Ngày hôm nay thì cô bác quý anh chị có thể thấy là các người phụ nữ Lào cũng như các cụ bà ở đây mặc một cái trang phục truyền thống của người Lào, đó là áo trắng và quấn sợi gông. Sân kia cũng rất là nhộn nhịp luôn mọi người. Bây giờ thì các đoàn các cũng như là các Phật tử đổ vào chùa cũng khá là đông. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sân nha. Đây là một trong những nghi thức tấm Phật trên một cái chiếc xe diễu hành mà vừa rồi Bùi Hồ mới quay cho cô bác anh chị xem đó. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều tất cả các bạn trẻ những cái trang phục màu sắc sặc sỡ và đang dùng những cái nước hoa thơm cũng như là nước bồ kết và một loại hoa rất là đặc trưng ngày Tết của Lào để mà tấm Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.